Các bạn coi nè, đây là một cái bánh xèo tôm thịt nha các bạn. Rất là giòn nè, các bạn nghe nè, nghe rớp rớp nè, thấy không? Đó, quá giòn luôn. Bây giờ mình sẽ cuốn. Này có tôm, có nấm đó nha các bạn. Giá rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cho rau vào đây. Đây, đây là rau sống rất là tươi. Rồi, đủ thứ rau, dấp cá, lủi. Rồi. Bây giờ mình sẽ cuốn nó lại. Bánh xèo là ăn phải ăn bằng tay như vậy nó mới ngon các bạn. Đây mình sẽ chấm vào nước mắm ớt nha. Rất là giòn các bạn. Tiệm này tên là bánh xèo quán, rất là nổi tiếng các bạn. Ngày xưa thì có một cái đoàn phim ở Hollywood, họ quay nhưng được họ trang trí lại để quay như là khung cảnh của một cái tiệm donut ở New York, chứ không phải là ở vùng này. Ngon quá các bạn. Trứ danh rất là giòn. Tôm, có thịt, có nấm, có giá. Tiệm này là nổi tiếng về bánh xèo, bởi vì mới có cái tên là bánh xèo quán đó các bạn. Quá giòn các bạn ơi. Bánh xèo giòn rụm. Giờ mình cuốn thêm một cuốn nữa nha các bạn. Đây, để mình bẻ một miếng này, vừa có tôm vừa có thịt luôn, đầy đủ, rất ngon. Giá quá nhiều. Có nấm nữa các bạn ơi. Rồi vài miếng rau sống luôn. Sống. Bánh xèo mà không có rau sống là không phải là bánh xèo. Chấm cái nước mắm ớt cho thiệt là cay. Con tôm này quá giòn. Ăn cái này là phải bắt bằng tay các bạn. Tiệm này nằm trên đường Gavi, góc ngay góc đường Muscatel.
Thank you.